trang không? Màu cánh trang thì bên tụi em sẽ tự mua sơn về sơn luôn cho chị. Với lại mẹ cũng thích màu xanh lá mạ. Xanh lá mạ thì mình phối luôn ha. Ví dụ mà cái nắp này mà màu hồng thì ở trên trần này mình phối màu xanh lá mạ ha. Đó rồi cái viền này mình phối màu tím nè. Được hết. Được hết hả chị? Đúng rồi. Màu thường người ta kêu là tím rịm á thì mình nói là cam rịm. Thì chị cứ pha màu đi, tụi em sẽ kiếm cái màu cam rịm đó cho chị. Chúng ta muốn gì cũng có hết. Còn cái kiếm này là bình thường, mấy cái xe bình thường là mình phải dùng sức để mình đẩy vô. Ôi, vậy hả? Nhưng mà ở đây thì mình chỉ cần mình tắt máy là tự động kiếm nó gặp lại. Ồ, em thấy mấy xe khác cũng vậy. Ủa vậy hả? Nhưng mà mệt đặc biệt là khi mà gặp lại thì nó không có tiếng động. À, mấy xe khác cũng không có tiếng động. À vậy hả? Vậy chị cũng có gì đâu. Kiếm mà. Thế nào vậy thôi. Rồi, xong thôi. Đó, và bây giờ mình ra ngoài nè. Đây, ở ngoài thì mẫu mã rất là đẹp ha. Cái cụm đèn sau cũng rất là đẹp. Buổi tối mà mình bật lên là nó có chữ C. Chữ C là chữ gì vậy? C là chữ cờ đó, có đi học không? À, chữ cờ hả? Dạ, đó. Rồi cái cốp này cũng rất là đậm. Đây, có thể chứa được rất là nhiều vali ở trong này. Wow. Rồi cái dụng giống như là mình đi quay xa, mình mệt mỏi, mình không đem theo cái ghế thì đây cũng là một cái nơi mình có thể nghỉ ngơi luôn. À, cái này như khách sạn. Đúng rồi đó. Mình chỉ mình sợ bị khán giả làm phiền thì mình đóng nắp cốp lại. Ôi nhưng mà khoan, chứ trong đây có máy lạnh không? Không, máy lạnh thì chưa gắn ở đây. Mình chịu khó mình bắt cái quạt sạc pin đó. Đó. Rồi, bỏ ra. Rồi ở đây ngợp rồi sao? Ngợp thì chết. Sao thế? À dạ, chị không có gì đi ra. Đó, nói chung là vậy. Rộng lớp, rộng rất là rộng rãi, thoải mái. Hai người nằm vẫn có thể dư sức. À, hai người được luôn. Hai người được luôn. À, tiện quá tiện. Đó. Và cái cốp này là mình đá chân một cái là mình chỉ có mình lấy cái tay mình đóng lại. Ủa là đá chân lớn? Không phải đá chân là tại vì mình đứng sau mình mỏi á. Chứ nó chưa có cái phần cảm ứng đá chân. Đó, chứ là rất là hay. Màn hình này có cảm ứng không? Màn hình đó là thì chưa nha, nhưng mà nó có tiếng Việt. À, chưa cảm ứng hả? Nó dành cho những người mà không biết tiếng Anh như chị đó chị Muka. À, là nó có tiếng Việt? Có tiếng Việt, rất là hay. Rồi còn gì nữa không? Ở dưới là thắng với ga. Ở đây có một cái lỗ đó nè. Nó cũng là máy lạnh nha chị gái ơi. Dạ. Nhưng mà đây có tiền không chị? Không. Không có tiền, dạ xin lỗi chị. Không có tiền đi ra ngoài. Phải coi rồi bây giờ có động lực kiếm tiền. Chị cho là có tiền. Coi